Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Tài liệu 4.0, tất cả trong một. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi khóa đào tạo quản lý chất lượng dành cho QA/QC buổi thứ hai. Tiếp theo chúng ta theo dõi phần 3 kiểm soát lỗi. Trước hết chúng ta cùng nhau thảo luận lỗi là gì trong thời gian 5 phút. Chúng ta quay lại. Thông điệp đáng ghi nhớ cho chính bạn là gì? Con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi niềm tin của nó không đặt vào cành cây mà đặt vào đôi cánh của chính mình. Đấy, chúng ta thông điệp chúng ta nhắc lại nhé. Con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi niềm tin của nó không đặt vào cành cây mà đặt vào đôi cánh của chính mình. À, chúng ta cùng làm một cái game là dựng cảnh sai lỗi. À, chúng ta làm một cái cảnh hoạt cảnh là sai lỗi. Tôi cho cái công cụ như sau. Đấy là một cái shop hướng dẫn lắp ráp. Đó, và chúng tôi cho hình ảnh đấy là móc búa, rồi là khuyết do khoan, chúng ta sẽ dựng cái cảnh sai lỗi trong trường hợp móc búa hay là khuyết do khoan. Thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta xem so sánh với cái hướng dẫn lắp ráp. À, chúng ta quay lại bài giảng về lỗi sản phẩm là gì. Lỗi là những sai lệch không chấp nhận được của các đặc tính sản phẩm so với sản phẩm được yêu cầu hoặc so với tiêu chuẩn chất lượng đã thỏa thuận. Chúng ta chia thành lỗi nhỏ, lỗi lớn, lỗi nghiêm trọng. Lỗi nhỏ thì là nó là chỉ là lỗi kỹ thuật ảnh hưởng nhỏ, lỗi lớn là cái sản phẩm không chấp nhận được, lỗi nghiêm trọng là anh có thể ảnh hưởng đến an toàn ngoài không chấp nhận. Thí dụ đồng hồ báo xăng này trên xe của chúng ta bị hỏng đúng không, cái bơm nhớt bị hỏng đúng không, tay lái bị hỏng đúng không, vân vân. Đấy, những cái mà xảy ra làm ảnh hưởng đến cái mục đích của mình. Thì chúng ta sẽ có các cái dạng lỗi. Lỗi nhẹ, lỗi nặng, hay là nôm na là chúng ta đây là phân loại theo cái từng ngành nghề, hay là chúng ta theo từng cái chủ quan của chúng ta. Ví dụ loại lỗi đối với ngành gỗ, gồ ghề, keo dư, vết phồng, sơn. Ví dụ đường kính tối đa là 1 mm, vết lõm, đường kính cao nhất, vết sửa, vá bằng chốt gỗ cùng màu, vết do nhấn, đúng không? Bây giờ ưu tiên là tức là cái yêu cầu không gồ ghề, thì lỗi nhẹ là mặt dưới sản phẩm, lỗi nặng là trên sản phẩm này, tùy mức độ chà nhám trên bề mặt. Tức là các cái dạng lỗi này thì chúng ta là phần khuất điểm ít lỗi, tức là khuất là cái điểm không phù hợp. Những lỗi thường được quan tâm ở đây thì những cái lỗi thường được quan tâm thì chúng tôi đưa ra những cái
một số lỗi trên các cái sản phẩm làm từ gỗ. Ví dụ như là bề mặt sản phẩm lỗ lỗ ngọt này, mắt gỗ này, mốc này, rồi là nét nứt tét răng cưa đấy, rồi là kích thước, rồi cong vặn gỗ giác, màu sắc và độ ẩm chẳng hạn. Chúng ta sẽ xem hình ảnh ở đây. Đây là một cái ví dụ cái lỗi thường gặp trên bề mặt sản phẩm trong các sản trong ngành gỗ, hay là công đoạn đóng gói sản phẩm cũng này, chúng ta cũng phải xem một số cái lỗi là kích thước thùng này, chất lượng in thùng các tông, rồi là chất lượng thùng các tông, rồi nhãn sản phẩm, đồ ẩm, pallet đóng gói, đúng không? Một số cái lỗi. Rồi một số cái lỗi thường gặp trong cái công đoạn là lắp ráp chẳng hạn, ví dụ như là mộc, rồi chốt chốt gỗ, ốc vít, nguyên liệu phụ, rồi là vít keo, tì vít, cấn móc, hả? Dầu, màu, sơn, rồi chức năng lắp ráp tay, đúng không? Cấu trúc, sức chịu của sản phẩm, rồi thiết kế, hả? Vân vân, đúng không? Hay là một cái lỗi khác mà chúng ta thể để tham khảo này. Ngành in, ví dụ như là chúng ta sẽ xem một cái ngành in đạt, đây không đạt, khác màu, bế lệch, đúng không? Vậy những cái lỗi mà chúng ta thường gặp, chúng ta biết cái lỗi sơ qua, lỗi là những cái không đạt yêu cầu theo cái tiêu chuẩn, theo cái yêu cầu mà chúng ta đã hợp đồng trước. Chúng ta đã biết một số phân phân loại các cái lỗi và chúng ta đưa ra một vài cái ví dụ lỗi thường được quan tâm. Vậy thì cái việc mà đưa đó để làm gì, thì chúng ta phải thu thập cái số liệu sản phẩm, xin lỗi là thu thập cái lỗi sản phẩm để chúng ta việc có biện pháp, đúng không? Trong quá trình là quản lý chất lượng. Vậy chúng cái công đoạn thu thập số liệu lỗi sản phẩm, tức là gì, là cái bước, đây là bước đầu tiên thôi, nó là một cái bước đầu tiên trong quá trình quản lý chất lượng, khẳng định là như thế, đúng không? Thu thập số liệu lỗi là cái bước đầu tiên, đúng không, trong chu trình quản lý chất lượng. Tại sao cần phải thu thập số liệu lỗi? Vì số liệu nó thể hiện cái sự thật, đúng không? Chúng ta mới nhìn, nó mới có quyết định dựa trên bằng chứng, thì chúng ta phải có một cái thu thập cái dữ liệu, cái thống kê số liệu liên quan đến cái lỗi của sản phẩm. Mà cái này là chúng ta trong quá trình sản xuất là trong trong và chúng ta sẽ có một cái xử lý, cái đối sách kịp thời trong quá trình đang sản xuất, và cũng như là cuối ca, cuối ngày, cuối tháng chúng ta có báo cáo về quá trình sản xuất cũng như là cái công công đoạn quản lý chất lượng dành cho QAQC. Ví dụ đặt câu hỏi là hôm nay hình như có nhiều sản phẩm kém chất lượng, à, hay là gần đây một số sản phẩm sửa lại có vẻ được nhiều hơn, tức là bắt sửa lại, đó. Hay là nhiệt độ trong lò xử lý hơi, nhiệt hơi có vấn đề. Như vậy cái câu hỏi cũng như là cái lượng rác, lượng cái câu hỏi về tình hình, cái sự cố, những cái vấn đề mà liên quan đến chất lượng đó là lỗi. Đó. Vậy số liệu giúp chúng ta làm gì? Nhận biết cái gì? Và có cần thiết không? Đó. Số liệu giúp chúng ta nhận biết vấn đề rõ ràng và chính xác hơn, đúng không? Đấy nha, hôm nay hình như có nhiều sản phẩm chất lượng kém, lỗi về ngoại hình 15 chiếc, lỗi về kích thước 8 chiếc, các lỗi khác 3, tổng cộng 26 chiếc. Như vậy là
chúng ta đã có một cái số liệu về cái lỗi trong ngày. Gần đây số sản phẩm phải sửa lại có vẻ nhiều hơn trước. Số sản phẩm phải sửa lại hôm nay là 34 chiếc. Tỷ lệ sửa lại là 0,04. À, chúng ta đã có sự thống kê. Và cái nhiệt độ trong lò xử lý nhiệt hơi có vấn đề. À, cái nhiệt độ của lò xử lý nhiệt là không ổn định, dao động từ 800 đến 890 độ C. À, dao động lớn hơn bình bất bình thường. Vậy thì những số liệu giúp chúng ta nhận biết vấn đề rõ ràng và chính xác hơn, và chúng ta đưa ra cái cách xử lý giải quyết hay là phòng ngừa hay là khắc phục kịp thời. Thế thì vậy chúng ta phải nói rằng là chúng ta phải đo lường được. À, để làm gì? Để quản lý, đúng không? Thế câu nói rằng là có một cái câu nói là nếu bạn không đo lường được, không đo được, nếu bạn không đo được thì đố bạn quản lý được. Đây là lớp Norton 1996, đúng không? Như vậy là các cái số liệu về lỗi chúng ta phải thống kê được và ngày cập nhật kịp thời. Đấy là điều tiên quyết trong quá trình vận hành quản lý chất lượng. Hay là chuyên đề lỗi thì chúng ta phải có rất là có ý nghĩa đối với chúng ta. Chúng ta hàng ngày là bắt gặp nó trong cuộc sống của mình, chúng ta bắt gặp cái lỗi, những cái việc mà sai với cái việc đúng. Hay là như vậy là đã có sự không phù hợp ở đây. Và khi mà thu thập cái lỗi thì chúng ta phải chú ý gì? Những điểm cần chú ý khi thu thập số liệu lỗi. Đây là những cái công việc của QAQC, đặc biệt là QC, và cái bộ phận thống kê cũng sẽ tác động đến cái phần này. Vậy chú ý những cái gì? Đó là dữ liệu ở bao giờ, dữ liệu thu thập bao giờ, thu thập ở đâu, ai thu thập, cách thức thu thập hay là thu thập như thế nào, đúng không? À, như vậy là đây là cái công đoạn mà cái QC chúng ta phải phân biệt được lúc nào thu thập ở đâu, đúng không, và có bằng chứng ai thu thập và cái cách thu thập như thế nào, và xử lý số liệu thống kê đó bằng gì, bằng Excel hay bằng phần mềm, đúng không? Thế thì câu hỏi đặt ra là chúng ta cần phân loại lỗi hay là lỗi, chúng ta cũng có biết lỗi nặng lỗi nhẹ, đúng không, nhưng mà đó chỉ là cái phân chia cái mức độ thôi. Nhưng mà chúng ta phân loại cái lỗi gì nó cụ thể chi tiết theo theo từng cái loại lỗi để chúng ta kiểm soát nó. Tại sao cần phân loại lỗi? Để tức là để có thu thập dữ liệu vật, xin lỗi là để có thu thập dữ liệu thật về lỗi, lỗi sơn, lỗi kích thước, lỗi bề dày, lỗi màu sắc, lỗi lệch, hay là mà cũng có một cái lỗi đó là lỗi về cái kết quả kiểm nghiệm. Thế thì ngoài cái việc để thu thập dữ liệu thật về lỗi thì chúng ta phải thống kê lỗi nào là bao nhiêu để chúng ta xử lý nó, lựa chọn loại lỗi ưu tiên để sửa chữa. Chúng ta dựa vào đồ thị Pareto, đúng không, tìm ra nguyên nhân gây lỗi để khắc phục, nguyên nhân gốc rễ RCA hay là FMEA, đúng không? Thì mục đích là giảm sai lỗi. Như vậy là mục đích là giảm sai lỗi thì chúng ta phải cần phải phân loại, cần phân loại để phục vụ cho việc thu thập, thống kê và xử lý. Nôm na là như thế, đúng không ạ? Đây là cái công việc chính của kiểm soát. Đến giới hạn nào chúng ta phải cần xử lý, như là đúng là giảm sai lỗi, và đây cũng là một cái yêu cầu trong Lean sản xuất tinh gọn, hay là đúng không? Hay là Six Sigma, đúng không? Thì phải có. À, tiếp theo chúng ta sẽ phân loại lỗi cụ thể. Nó có hiệu ích gì?
phân loại lỗi lý hợp lý, quyết định hữu ích của dữ liệu trong quá trình cải tiến chất lượng. Nha nha. Cải tiến chất lượng phải dựa trên những cái biết được, rõ ràng được, đúng không? Thì rất phải đếm được, phải đo lường được. Nếu không phân loại lỗi thì không thể phân tích được nhóm lỗi nào lớn, nguyên nhân nào gây ra nhiều lỗi nhất, do đó khó cải tiến, đúng không? Hay là không thể cải tiến. Ví dụ nhỉ, chúng ta thấy trong ngành gỗ, cái lỗi chà nhám hay là lỗi nguội, lỗi chưa phân loại cụ thể thì cái chà nhám thì rất là nhiều, do nhiều lý do về mặt kích thước là bé hay là xù lắm. Ví dụ như thế, nó phân loại là bề mặt không nhẵn, vườn sóng, hay là thiếu kích thước, còn lõm mắt, hay còn bén cạnh, hay xù lâu hay nứt. Đấy, cùng một cái công đoạn là chúng ta sơn, nhưng mà lỗi sơn thì nó cũng có nhiều lỗi sơn, do là pha chế, rồi lỗi sơn là do bề mặt vật liệu, lỗi sơn là do thao tác, vân vân. Hay nói như là chúng ta, hay là nhưng mà tùy theo cái cách phân loại, nhưng phân loại quá chi tiết chúng ta lại khó, nhưng mà là đấy là do cái cách mà chi tiết đến mức độ nào, là do chủ quan và do cái kinh nghiệm của chúng ta xử lý trong quá trình phát hiện ra lỗi, phân loại lỗi cụ thể. Và khi mà chúng ta phân loại xong thì chúng ta phải cần tiến hành là thu thập, đúng không? Chúng ta dựa vào cái gì? Đó là công cụ để chúng ta thống kê. Đây là các cái phiếu kiểm tra hay là các checklist. Cái phiếu kiểm tra hay là cái biểu mẫu, cái form mẫu để chúng ta checklist để kiểm tra, đúng không? Hay là checklist, nôm na là như thế. Đó. Phiếu kiểm tra mà hàng, công đoạn, order, khách hàng, nhân viên QC, ngày tháng, thứ hai đến thứ sáu cộng mục lỗi ABCD, các lỗi khác cộng, đúng không? Ngày thứ hai là có 24 chẳng hạn, ngày thứ ba là 19, 26, tiếp theo là các ngày tiếp theo, tổng cộng các cái lỗi. Và chúng ta có cái ký hiệu gạch, bốn gạch, để số 5 là chúng ta có gạch chéo, đúng không? Gì nhớ. Hoặc là chúng ta có thể làm cái ô vuông, rồi là đường, đúng không? Tùy theo cái cách và cái dữ liệu mà chúng ta sao chụp để chúng ta làm minh chứng cho việc cái thống kê là số trang sao chụp. Đấy là tổng cộng mà chúng ta có cái thống kê lại, là một cái cách phiếu kiểm tra đơn giản, đúng không? Nó là một cái ví dụ bình thường. Hay là chúng ta có thể thống kê lỗi, thống kê lỗi thành phẩm, tên sản phẩm, đặc kiểm, dòng hàng, số lượng kiểm, đúng không? Tên QC, dạng lỗi, ví dụ là chảy màu, thiếu màu, xù lông, trắng cạnh, mờ, móp, bứt tét, vâng, lỗi khác, ngày tháng có bao nhiêu đây, đúng không? Có tổng, chúng ta sẽ có một cái phiếu kiểm tra và một thống kê rõ ràng. Đây là một phiếu checksheet, đây là một cái công cụ thống kê mà chúng ta đều biết, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ có xem một cái đồ demo báo cáo phân tích lỗi. Để chúng ta cùng nhau xem, đây là phần mà chúng ta tham khảo thêm, chúng ta xem cái cách báo cáo phân tích lỗi.
Đây là một cái tài liệu về quản lý chi phí chất lượng Epcot. Chúng ta xem cái phân tích nguyên nhân gốc rễ RCA năm qua. Form báo cáo phân tích hàng lỗi. Đây là cái form báo cáo phân tích lỗi mà chúng ta có thể dựa vào. Trước là chúng ta hay dùng là theo 4M, bây giờ chúng ta có thể là thành 5M. Vì sao 5M thì lát nữa chúng ta sẽ bài học tiếp, cái slide tiếp chúng ta sẽ giới thiệu. Được phóng to cho các bạn xem. Con lưu trình là cái công đoạn nào đây, công đoạn phát sinh ở đây là công đoạn bế chẳng hạn. Chúng ta cùng xem qua cái báo cáo phân tích lỗi để chúng ta mường tượng nó hơn. Cái cách phân tích báo cáo thì nó có nhiều cách, tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta tham khảo một cái báo cáo về trong ngành in. Chúng ta có thực hành 5 phút, tức là thiết kế phiếu thống kê lỗi tại công đoạn quan trọng. Có khó khăn gì và chúng ta thảo luận, chúng ta làm trong vòng 5 phút. Rồi, chúng ta quay lại bài giảng. Chúng ta hay nhắc rằng là sai lỗi hay xảy ra trong những trường hợp nào, hay là chúng ta cụ thể xem thử một số trường hợp nào thì sai lỗi not good hay xảy ra, không phù hợp vì lỗi xảy ra. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu sai lỗi hay xảy ra trong một số trường hợp nào. Chúng ta cùng nghe, sau đó chúng ta thảo luận. Đây là quy trình sai lỗi trong quy trình công nghệ, rõ ràng rồi đúng không? Nó rất là chung, nhưng mà chúng ta phải biết quy trình như thế nào. Máy móc phải điều chỉnh liên tục các chi tiết dùng cụ đồ gá lắp, thay đổi liên tục. Cái việc thay đổi liên tục nó sẽ dễ dàng xảy ra cái lỗi. Để thiết kế sản phẩm sử dụng quá nhiều vật liệu, rồi là nhiều chi tiết, rồi lại là bán thành phẩm, vân vân. Rồi quy trình công nghệ là quá phức tạp, nhiều công đoạn, đúng không? Quy trình công nghệ thì nó chung, nhưng mà quy trình công nghệ ở đây lại phức tạp, nhiều công đoạn xảy ra trong quy trình công nghệ, đúng không? Nhưng mà bây giờ là quy trình công nghệ quá phức tạp, nhiều công đoạn, rồi thiếu các hướng dẫn và tiêu chuẩn, rồi sản xuất với số lượng lớn, đúng không? Rồi điều kiện sản xuất là không đảm bảo, môi trường không đảm bảo, hay là thay đổi liên tục, hay là đào tạo cho người thừa hành chưa chú trọng, hay là chưa có sự cải tiến trong quá trình sản xuất. Vì vậy là chúng ta cùng thảo luận, sau đó chúng tôi sẽ hỏi, chúng ta phát vấn trực tiếp. Rồi chúng ta quay lại. Thì chúng ta đều biết là cái nguyên nhân phát sinh lỗi thì nó có rất nhiều, nhưng mà chúng ta hãy cùng, trước đây thì chúng ta hay quan tâm là 4M, đúng không? Cái men, material, machine và metal. Thì bây giờ chúng ta lại quan tâm là 5M, tôi có thêm là đo lường này và 1E, 5M, 1E. Thì trong quá trình mà tiếp cận mới thì chúng ta tham khảo cái cách 5M và 1E. Men, material, machine, metal, measurement, environment, đúng không? Thì M nhất là men, là con người rồi, là kiến thức, là thông tin, là kỹ năng. Material là nguyên vật liệu đầu vào, đúng không? Machine, máy móc thiết bị,
method, phương pháp, quy trình sản xuất, measurement là phương pháp theo dõi đo lường giám sát, environment là cái môi trường làm việc, điều kiện làm việc, đúng chưa? Để nguyên nhân phát sinh lỗi là dựa vào 5M và 1E nhé. Trước đây chúng ta có thể là 4M, như tôi đã nói là men, material, machine, method, nhưng mà bây giờ chúng ta 5. Đôi khi ngoài ra chúng ta 5M còn có thiên hướng là tiền, chi phí, kinh phí, thì nó lại có một thông tin. Nhưng mà về cơ bản chúng ta cứ hình dung là có 5M mà như tôi đã giới thiệu. Thế thì cái nguyên nhân phát sinh lỗi, chúng ta sẽ có một cái sơ đồ, cái hình chiếu rất rõ ràng để chúng ta sẽ xem chúng ta thấy này, trung tâm công việc, tổ sản xuất này. Đấy. Nguyên nhân phát sinh lỗi theo 5M và 1I. Chúng ta nhớ nha. 5M ở đây là men, men ở đâu? Là nhân lực, đây này. Là kiến thức, là gì? Là thông tin, là kỹ năng. Nguyên vật liệu đâu? Material ở đây. Nguyên vật liệu là nguyên phụ liệu đầu vào, đúng không? Cái đầu vào, bán thành phẩm đầu vào, đúng không? Rồi tiếp theo là machine, là máy móc đâu? Máy móc thiết bị. Đấy. Xong rồi là đến phương pháp đâu? Method, phương pháp, quy trình sản xuất, đúng không? Rồi đến là đo lường, để đo lường. Rồi là đó là 5i, xin lỗi là 5m, đúng chưa? Rồi 1i đâu? Environment, môi trường. Như vậy là cái trung tâm công việc nó cũng có nhiều công đoạn là A, B, C, D, đến Z. Tức là đây là đầu vào, input. Đấy. Công việc phía trước, công việc phía sau, output là đầu ra. Vậy QC là kiểm tra được công đoạn nào. Thế thì lỗi phát sinh từ đâu thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ hóa về 5M và 1I. Đây chính là cái mà cái thông điệp mà truyền tải đến các bạn, để chúng ta làm chúng ta phải phân rõ ra như đâu là môi trường, đây là nguyên nhân nào, thì dựa vào nguyên nhân đấy chúng ta sẽ biết được, thống kê mặc định nó để ai cùng hiểu được là cái lỗi này là phát sinh ra do phương pháp, do quy trình. Vậy chúng ta phải thay đổi quy trình, phải thay đổi phương pháp. Và lỗi này do cái cách đo lường mà lỗi. Đáng lý là nó không sai, chúng ta đo lường nó bị sai là do máy móc chúng ta chưa hiểu chuẩn, chưa hiểu chỉnh, chưa bảo dưỡng, đúng không? Như vậy cũng là rất là nguy hiểm. Hay nói là điều kiện ánh sáng chưa tối, là chúng ta cảm nhận cái màu sắc, ánh, cái độ dày, cái độ trong còn chưa tốt chẳng hạn. Hay là cái thay đổi nguyên vật liệu trong quá trình bào chế, trong quá trình là tạo ra công thức gốc, chúng ta đã có sự thay đổi mà chúng ta không nhận diện được, đúng không? Hay nguyên liệu nó hết hạn, nguyên liệu đó là nó có cái dư lượng mà chúng ta sẽ chưa kiểm soát được cái phần nguyên liệu, hay là những cái mà nó gây phản sinh phản ứng phụ, hay là lấy công tác là con người, nhân lực ban đêm chúng ta làm ca liên tục do con người, hay do máy móc thiết bị chúng ta chưa định kỳ bảo dưỡng, thời gian bảo dưỡng làm việc liên tục nó ảnh hưởng, hay là cái chỉ số sẵn sàng OEE, đúng không, thì nó có sự chưa sẵn sàng. Như vậy là gì? Là nguyên nhân phát sinh lỗi là chúng ta sẽ tập trung vào cái điểm nào? Bằng trực quan, bằng hình ảnh, bằng tính cái phong chiếu, chúng ta phải lưu ý nó để chúng ta triển khai trong QC, QA hay là quản lý chất lượng. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta từ cái hình, cái sơ đồ tổng thể, chúng ta sẽ đi cụ thể cho một cái lỗi nào đó, đúng chưa? Thì nó mới hấp dẫn và rõ ràng.
nó mới sinh động đúng không? Bây giờ chúng ta phải thực sau cái này, sau cái bài học này chúng ta tự làm cho chúng ta và có một cái bài tập nha. Bây giờ chúng ta từ tổng thể rồi, chúng ta sẽ làm một cái cụ thể. À, ví dụ ở đây đấy là trong ngành gỗ thì chúng ta có là bào về hai mặt đúng không? Chúng ta sẽ có cái phát sinh trong quá trình bào hai mặt. Ví dụ tiếp theo chúng ta xem phông chiếu bào hai mặt cũng tương tự thôi, chúng ta sẽ có cái đầu ra, đầu vào, đầu ra đúng không? Rồi là các cái cực 5m và 1y. Ok. Đó. Chúng ta để xem này, bào hai mặt nhá. Thì có cái lỗi gì về metal đó. Là phương pháp này đút phôi liên tục bào hai bên đó. Cái phương pháp này gì gây ra lỗi đúng không? Rồi là đo lường là mẫu khuyết tật tại máy, đo lường cái mẫu khuyết tật tại máy. À, rồi môi trường thì là cái mà điều cái ánh sáng môi trường đúng không? Rồi là nguyên vật liệu ở đây là gỗ rong không đạt đúng không? Rồi cái con người là công nhân bào đúng không? Rồi máy móc thiết bị là máy bào, lưỡi bào, bàn thao tác đúng không? Là những cái mà thiết bị công cụ dụng cụ đây chúng ta liệt kê ra. Rồi là cái đầu phía trước là rong, là đầu vào, là cái đầu ra là cái tinh chế, tức là cái làm đẹp, cái công đoạn QC kiểm soát ở đâu. Như vậy là gì, cái nguyên nhân phát sinh lỗi chúng ta liệt kê ra theo cái 5M và 1Y để dễ dàng. Chúng tôi nhắc lại này, M là men, là kiến thức, là con người, là kỹ năng, material là nguyên liệu đầu vào đúng không, machine là máy móc thiết bị, metal là phương pháp, là quy trình sản xuất, phương pháp đo lường là measurement đúng không, môi trường là environment, điều kiện làm việc là ánh sáng, là môi trường làm việc, vân vân. Chúng ta liệt kê ra và trực quan nó bằng cái hình ảnh và sau đó chúng ta làm một cái báo cáo cũng theo 5i, 5m và 1i để tiện theo dõi và logic theo tất cả vấn đề. Đấy là cái thông tin hữu ích mà chúng ta cần quan tâm nhá. Thế thì thay đổi cái không khí, chúng ta sẽ làm một cái bài tập là chúng ta thảo luận nhanh đúng không? Thảo luận bài tập về hãy liệt kê ba cái loại lỗi thường gặp nhất tại một công đoạn. Nhớ nha, ba loại lỗi mà thường gặp nhất tại mỗi công đoạn và cho biết nguyên nhân chính của chúng. À, dựa trên 5M và 1Y, thảo luận là 5 phút và thời gian trình bày 2 phút trên nhóm. Thế thì cái mà tôi yêu cầu đấy là chúng ta phải biết được một cái công đoạn có xảy ra các cái lỗi mà đây là cụ thể là ba loại lỗi thường gặp nhất và chúng ta phải cho biết nguyên nhân của chúng dựa trên 5M và 1Y. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ 5M chưa? Nhớ 1Y chưa? Bây giờ vậy chúng ta phải làm lại, bắt đầu làm nhá. Và chúng ta sẽ gọi nhóm lên trình bày trong thời gian 2 phút trình nhóm và chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này. Rồi, chúng ta quay lại bài giảng. À, tiếp theo chúng ta qua cái bài thảo luận chúng ta cũng đã có nhiều cái kiến thức hơn đúng là biết được như thế này như thế kia và chúng ta có cái tranh luận đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thống nhất lại một cách, đó là cái form báo cáo phân tích kiểm soát theo 5M như thế nào để chúng ta tham khảo. À, thống nhất để tham khảo chứ không phải là thống nhất là bắt buộc nhá. Ở đây là tôi là tham khảo thôi, cái tài liệu, cái form để chúng ta tham khảo mẫu báo cáo phân tích kiểm soát theo 5M.
Đây, cái form ở đây chúng ta thể tham khảo. Thế thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn rồi, đúng không? Các bạn có thể khi các bạn tham gia đào tạo thì chúng tôi đã gửi cho các bạn cái form này, cái file mà chúng ta đã nhận rồi, đúng không? Thì chúng ta xem cái cách, đây là một cái thực tế của làm một đơn vị làm, đúng không? Thì chúng ta tham khảo thôi, còn không chúng ta có thể cải tiến nữa. Nhưng nôm na là chúng ta phải có những thông tin chủ đề, tên sản phẩm, mã sản phẩm, số quản lý, người phát hiện, nơi phát hiện, số lượng lỗi, ngày sản xuất, hạn trả lời. Để có một cái là phê duyệt đối sách đấy. Phê duyệt bộ phận trả lời đối sách, phụ bộ phận phê duyệt lập, rồi lập phê duyệt khi phát hành đối sách. Đối sách ở đây là gì? Là cái cách thức để chúng ta xử lý một cái công việc mà sai lỗi, notebook. Thế thì chúng ta sẽ gặp lại cái chuyên đề đó là quản lý hao phí, effort về chuyên đề sắp tới chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là cái chuyên đề đó là chuyên đề số 7 nha. Chúng ta nhớ là chuyên đề số 7 chúng ta phải theo dõi nha. Thế thì câu hỏi đặt ra là sau khi chúng ta tham khảo cái form 1 rồi, chúng ta cần làm thế nào để lỗi nào cần phải cải tiến nó, phải loại bỏ nó. Thế thì có rất là nhiều cái. Thế thì chúng ta sẽ, thì trước hết chúng ta phải xem cái báo cáo, là cái báo cáo để mà cải tiến cái lỗi nào cần 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 cải tiến. Sau đó sau khi chúng ta xem cái báo cáo xong thì chúng ta tham khảo một số cái tài liệu mà liên quan đến lỗi mà chúng ta chưa đề cập trong quá trình đào tạo. Kiểm soát lỗi, đúng không? Chúng ta xem một cái demo báo cáo của phòng quản lý chất lượng theo tháng. Báo cáo phòng, đúng không? Ở đây cái mục demo báo cáo, của phòng quản lý chất lượng theo tháng, đúng không? Thì chúng ta tham khảo nội dung báo cáo về nguyên vật liệu, chất lượng sản rau ra hàng, rồi là phát hành, rồi là mục tiêu kế hoạch năm tiếp theo, ví dụ vân vân, lỗi phát sinh, đúng không? Những các cái lỗi dây nhanh, các cái sơ đồ, đúng không? Báo cáo chất lượng giao hàng, số liệu thống kê. Đấy, cái này thì chúng ta tham khảo và những tài liệu sẽ có trên cái website kiến thức số.vn, cũng như là tài liệu kênh kênh tài liệu 4.0 YouTube, đúng không? Chúng ta tham khảo nhé. Theo thì cái việc mà đo lường lỗi thì chúng ta sẽ sử dụng KPI, thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập đo lường lỗi. Chúng ta thảo luận trong thời gian 10 phút. Câu hỏi của tôi đưa ra là công ty bạn hiện sử dụng những KPI nào để đánh giá mức chất lượng, liên quan đến chất lượng, và bạn gặp khó khăn gì, bạn có gặp khó khăn gì trong cái việc thống kê, tính toán và sử dụng các KPI đấy hay không? Slide 29 chúng ta sẽ đã có bài giảng rồi, đúng không? Chúng ta xem nhanh cái bài slide 29 đi. Công ty bạn hiện sử dụng những KPI nào, chúng ta bắt đầu làm đi nhá. Để đánh giá mức độ chất lượng, chúng ta sẽ có à nào cũng làm hết cả. Chúng ta sau đó chúng ta sẽ trao đổi. Chúng ta quay lại bài giảng nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem những các KPI thường dùng trong quản lý chất lượng và cũng như là trong hệ thống Lean mà chúng ta sẽ tham khảo. Các KPI thường dùng liên quan đến cái chủ đề mà chúng ta quan tâm đó là lỗi nhé. Phần trăm sản phẩm lỗi trên tổng số sản phẩm đã sản xuất.
hoặc là sản phẩm đã kiểm tra, đã check, đúng không? Số lượng lỗi trên một cái sản phẩm, lỗi trên sản phẩm, hoặc là phần trăm chi phí sửa hàng, hay là số lần khiếu nại khách hàng về chất lượng, về đơn vị trên một đơn vị thời gian, và hay là chúng ta tham khảo một cái chỉ số trong Lean như là PTT hay là DPMO. Đấy, chúng ta tham khảo cái này, vì Lean thì chúng ta sẽ tham khảo tài liệu, và chúng ta sẽ có một chuyên đề khác về Lean sản xuất tinh gọn và phòng chống sai lỗi, hay là chúng ta Lean Sigma thì chúng ta tham khảo trên website kirithucso.vn hay là trên kênh YouTube tài liệu 4.0, chúng ta tham khảo nhé. Nó sẽ làm rõ cái bản KPI chất lượng so với chúng ta mà đã thảo luận trước nhé. Chúng ta sẽ so sánh này, cái số nhóm quản lý chất lượng trong công ty, chúng ta sẽ có phân nhóm như thế nào, số buổi họp quản lý chất lượng của công ty được tổ chức, vấn đề tiết kiệm nhờ hoạt động quản lý chất lượng, cái số tiền thưởng cho cải tiến chất lượng, phần trăm lỗi công đoạn, số lần khiếu nại trên liên quan đến chất lượng, số tiền đền cho khách hàng liên quan đến chất lượng. Đây là phần hao phí chất lượng F-Cost đấy nhé. Chuyên đề 7, chúng ta sẽ nhớ là chuyên đề 7 trong cái series bài giảng về cái quản lý chất lượng thì có một cái vấn đề là liên quan đến là hao phí chất lượng, liên quan đến cái số tiền đền cho khách hàng này rất quan trọng, chúng ta nhớ theo dõi. Chúng ta sẽ xem để giảm cái lỗi thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái gì và chúng ta tham khảo cái gì, thì vì đây là cái bài giảng cơ bản lý thuyết thì chúng ta phải tham khảo một số cái các cái bước để giảm cái lỗi nha. Chúng ta thể xem và chúng ta đối chiếu với bản thân mình, đối chiếu công việc cụ thể của mình, sau đó chúng ta thảo luận để chốt, hoặc là chúng ta có cái gì hay chúng ta tham khảo chia sẻ cho nhau đó. Ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ đi vào nha, các bước thực hiện để giảm lỗi, xem tôi nói như thế nào, các bạn để xem như chúng ta cùng trao đổi nhé. Đầu tiên là chúng ta phải bắt đầu bằng việc đánh giá lại hiện trường, ghi nhận lỗi tại công đoạn điển hình, hay nói cách khác là bối cảnh của chúng ta, cái lỗi của chúng ta ISO đúng không, là bối cảnh hiện trạng thực tế của mình, công đoạn của mình. Thứ hai là xác định lỗi quan trọng cần cải tiến bằng cách là làm ma trận, hay là chúng ta vẽ cái biểu đồ Pareto đúng không, lỗi quan trọng cần cải tiến, hay là theo quy luật là 80-20 đúng không. Rồi cái thứ ba là thiết lập hoặc là rà soát hay là giám sát đúng không, các tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi quy định, hướng dẫn, hay nói là các cái tài liệu ghi lại các cái chuẩn mực cần phải làm, hay là làm đúng ngay từ đầu để cho nơi sinh ra lỗi. Nghe thì nó dễ đúng không, nhưng mà làm thì nó rất khó đúng không. Nhưng mà các bước như thế chúng ta sẽ xem đơn giản, đôi khi người ta xảy sao ở đây không thấy đào tạo. Nhưng mà chúng ta yên tâm, chúng ta phải đầu tiên là phải bối cảnh của mình đã. Tôi nhắc lại, bắt đầu bằng việc thực hiện đánh giá hiện trường bằng cách ghi nhận lỗi tại công đoạn điển hình. Hai, xác định lỗi trong quan trọng cần cải tiến, đó là thành lập ma trận thì chúng tôi hướng dẫn sau, người ta theo tài liệu. Cái ba là thiết lập hoặc rà soát kiểm soát tiêu chuẩn kỹ thuật, hay là tiêu chuẩn cơ sở đấy, tiêu chuẩn thành phẩm đấy, để quy định các cái hướng dẫn, các cái tài liệu để chúng ta làm chuẩn mực, để chúng ta làm đúng ngay từ đầu và cần phải làm cho nơi sinh ra lỗi. Cái thứ tư là cái chúng ta phải lưu ý này, đó là đào tạo hướng dẫn ngoài hiện trường. Đào tạo hướng dẫn ngoài hiện trường là gì? Đào tạo là chúng ta đào tạo công nhân mới khi triển khai làm việc. Đào tạo chúng ta thấy nhiều lỗi chúng ta phải đào tạo hướng dẫn ngoài hiện trường, và đào tạo ngoài hiện trường chúng ta lưu ý này, đào tạo lý thuyết có thể ở trong phòng họp, nhưng mà đào tạo ở đây nhấn mạnh là đào tạo ngoài hiện trường, tức là thực tế chúng ta làm, tuân thủ chúng ta trưởng phòng hay là tổ trưởng chúng ta sẽ thực hiện thao tác, thực hiện làm, và chúng ta sẽ đào tạo ngay tại hiện trường thực tế là như thế nào, và chúng ta lưu lại hình ảnh, chụp ảnh lại, quay video lại để lần sau chúng ta đào tạo lý thuyết chúng ta sử dụng, đúng chưa? Cái thứ năm là tái đánh giá chất lượng.
Tái đánh giá re-auditor đúng không? Re-auditor chúng ta phải đại re-audit chúng ta phải đánh giá về quản lý chất lượng. Cái thứ sáu là đánh giá tuân thủ các tiêu chuẩn, tái đánh giá sau đó là dựa vào tuân thủ để đánh giá cái việc là tuân thủ, và cái cuối cùng là cải tiến liên tục. Có thể là không phải là 7 bước mà là nhiều bước hơn, hay là sắp xếp nó khác nhau. Tuy nhiên thì sơ lược chúng ta quay lại này, từ bước 1 bắt đầu đúng không, bắt bước 2, 3 xong rồi bước 6, bước 7 thì cơ bản là các cái giảm thiểu các lỗi. Tuy nhiên thì chúng ta tham khảo thì các cái tài liệu sau, chúng ta sẽ có một cái nhìn nó khác hơn. Và cái chúng ta để cải tiến hay là chúng ta để cải tiến thì chúng ta sử dụng nhiều cái công cụ, và thực hiện để giảm lỗi thì chúng ta sẽ lưu ý đến một số cái công cụ mà chúng tôi chưa đề cập ở đây, vì đây là cái bài giảng cơ bản. Ví dụ như là chúng tôi chưa nói đến là hình cái phân tích tác động và hình thức sai lỗi FMEA, FM và EA đấy, tức là phân tích tác động và hình thức sai lỗi, rồi là phân tích nguyên nhân gốc rễ RCA đó. Rồi 5 why, rồi là cái công cụ trong Lean đấy là Pokazuke, phòng chống sai lỗi. Rồi là chúng ta lại quan tâm đến một vấn đề về trong Lean, rồi Sigma và LSS là Lean Sigma, rồi là F cost hay là hao phí trong quá trình sản xuất, hao phí chất lượng. Vậy thì những cái công cụ đó sẽ chi tiết cụ thể từng bài giảng khác, hoặc là chúng ta tham khảo tài liệu. Ở đây thì cơ bản là chúng ta chỉ có cái nhìn tổng thể là 7 bước để giảm thiểu lỗi, giảm cái lỗi mà nó NG mà chúng ta quan tâm trong quá trình kiểm soát chất lượng. Chúng ta cùng tham khảo ít nhiều đúng không? Thế thì cái vấn đề tiếp theo đó là chúng ta thể tham khảo thực tế. Thì tôi ở đây thì chúng tôi chia sẻ một số cái thông tin và chúng ta tham khảo. Như tôi đã nói là cái phân tích tác động hình thức sai lỗi chúng ta tham khảo trên website tri thức số.vn hay là trong kênh YouTube tài liệu 4.0 đều có. Phân tích nguyên nhân gốc rễ RCA là Pokazuke. Rồi là chúng ta quan tâm đến quy trình xử lý hàng lỗi, trở về quy định sai lỗi đúng không, rồi vân vân. Thì có Sigma, rồi là chúng ta có cái F code. Chúng ta tham khảo đúng không? Đây một số cái tài liệu chúng ta có thể tìm đọc trên internet, hoặc là chúng ta vào của kênh của chúng tôi mà chúng ta tham khảo. Như vậy là tìm về cái thực hiện, về cái tham khảo thì nó rất là nhiều, về nhiều cách chúng ta tham khảo cả, đây là ở đây về cái bài giảng ngày hôm nay nó thì nói là cái việc và kiểm soát lỗi nó trên cái mức cơ bản. Thế thì bây giờ chúng ta lại quan tâm đến các cái hệ thống hỗ trợ cho quản lý chất lượng liên quan, có cái vấn đề liên quan này chúng ta đã tìm hiểu. Thì có một số cái mà chúng ta nhắc lại, đó là 5S Kaizen có thể giúp chúng ta cải thiện cái chất lượng hiệu quả đúng không, cái này rõ ràng rồi.
chu trình PDCA là công cụ hữu ích trong quản lý chất lượng để lập kế hoạch này, phân tích hiện tại và quyết định các giải pháp trong quản lý chất lượng. Rồi chúng ta là PDCA là do và thực hiện các giải pháp liên quan đến chất lượng, chúng ta check, chúng ta kiểm tra, đánh giá kết quả mức độ phù hợp. Và A là hành động action, là hủy bỏ, duy trì và hay cải tiến, để cải tiến liên tục bằng cách tiêu chuẩn hóa sẽ giúp chúng ta, để giúp chúng ta sẽ làm đúng ngay từ đầu này. Rồi trong sản xuất này, được kiểm tra chất lượng tại nguồn, và cái khẩu hiệu là mỗi công nhân là một KCS, một QC, đây là không chỉ là khẩu hiệu đúng chưa, là đấy là lưu ý. Và chúng ta sẽ có cái hành động cho cái phần mà ba là kiểm tra chất lượng sản phẩm, chúng ta lập các tiêu chuẩn chất lượng cho công đoạn, tiêu chuẩn công đoạn cho các công đoạn đúng không, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thành phẩm, chúng ta tham khảo thêm tài liệu 4.0. và cái thống kê lỗi đang là bao nhiêu, số liệu lỗi đang là ở mức nào, cao hay thấp, nhóm lỗi nào cao nhất, cái này chúng ta tham khảo. Sau này chúng ta sẽ tham khảo các cái công cụ kiểm soát chất lượng, đó là việc là biểu đồ Pareto đúng không, thì chúng ta sẽ xem cái số liệu nào lỗi nào là cao nhất và chúng ta tập trung để xử lý nó đúng không. Cái kiểm soát theo quá trình thì chúng ta nhớ là 5M1Y, tại vị trí thì có hoặc nguy cơ gây ra lỗi cho sản phẩm, xây dựng cái thông số cho quá trình cần kiểm soát, thực hiện kiểm soát đạt hay không đạt, và chúng ta tuân thủ cái việc đó. Chúng ta ôn tập lại một cái phần nho nhỏ là điều gì mà xảy ra khi mà sản phẩm khuyết tật nhiều hơn, tăng thêm QC hay QC nhiều hơn hay không, để tăng công nhân tái chế kiểm tra nhiều hơn hay không, làm gì để giảm cái lãng phí để kiểm tra. Ở đây thì nó là câu hỏi mở ôn tập nhé. Thống kê chất lượng về hoạt động quản lý chất lượng, tài liệu các cái shop, các cái kiểm soát quá trình, kiểm soát đầu vào, cái tiêu chuẩn chất lượng, rồi là 5M1Y, chúng ta có thể xem các hình ảnh và chúng ta trắc nghiệm xem hình ảnh một số doanh nghiệp, và chúng ta đã gửi cái tài liệu cho các bạn tham khảo. Thì như vậy chung quy lại về cái vấn đề cái phần 3 kiểm soát lỗi thì chúng ta sẽ có một số cái thông tin nhất định cùng giúp ích cho các anh chị, cho các bạn trong công việc cụ thể, và đặc biệt một số cái chuyên đề sau, ví dụ là chuyên đề 7 về kiểm soát hao phí chất lượng F-Cost mà chúng ta sẽ xem rất là hay để chúng ta kiểm soát, cũng như là một số cái thông tin công việc cụ thể của QAPC như thế nào thì chúng ta sẽ mời các bạn tham khảo trước khi sang phần khác. Và cái bài phần 3 kiểm soát lỗi thì chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.